Thưa quý vị và các bạn, trong thế giới rộng lớn của Internet, với hàng tỷ người đang sử dụng hàng ngày, phần lớn trong số họ thường đọc quảng cáo trực tuyến khi lướt web và đó là cơ hội lớn để quý khách quảng cáo tiếp thị doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ trực tuyến trên Internet. Với lợi thế về công nghệ đã khiến việc truyền bá thông tin thương mại trên Internet ngày càng phổ biến. Trong chương trình Doanh nghiệp số tuần này, chúng tôi với mong muốn cung cấp cho quý vị và các bạn những thông tin bổ ích về lĩnh vực quảng cáo trực tuyến. Trước hết như thường lệ là phần tiêu điểm số. Trong bối cảnh hội nhập, việc quảng bá thương hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng là hết sức quan trọng. Ứng dụng công nghệ thông tin để quảng bá hình ảnh đang được các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, khách sạn coi là phương án tối ưu và mang lại hiệu quả lớn. Quảng cáo trực tuyến đã giúp cho các nhà kinh doanh có cơ hội để quảng cáo, chào bán dịch vụ của mình. Còn khách du lịch cũng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn những dịch vụ vừa ý cho mình. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự dưới đây. Trong xu thế mở cửa hội nhập, Việt Nam đang là một trong những điểm đến an toàn của bạn bè thế giới. Số lượng khách du lịch đến với đất nước hình chữ S tăng nhanh hàng năm. Xúc tiến kinh doanh du lịch trên Internet và quảng bá tên tuổi khách sạn đang được các doanh nghiệp hết sức quan tâm. Một số khách sạn dù ở vị trí trung tâm rất thuận tiện nhưng cũng chưa được khách du lịch biết tới. Các khách sạn đã tìm đến hình thức quảng cáo trực tuyến. Hình thức này có khả năng đưa thông tin đến với khách hàng tiềm năng một cách nhanh chóng. So với các phương tiện thông tin đại chúng khác như báo giấy, đài phát thanh, truyền hình, thì lượng thông tin quảng cáo trên mạng là rất lớn. Khách sạn chúng tôi thì thực ra là chúng tôi đánh giá rất cao cái chương trình quảng cáo trực tuyến. Vì hiện nay chúng tôi có trang web riêng và chúng tôi đã lưu hành cái trang web này trên mạng cách đây rất nhiều năm rồi. Được sự trợ giúp kỹ thuật cũng như là các cái sự hỗ trợ khác của bên công ty quản lý trang web thì chúng tôi đã lưu hành cái trang này rất là tốt, thường xuyên hoạt động tốt và chúng tôi đã nhận rất nhiều booking từ nước ngoài. Thì có thể nói là trong cái thời gian vừa qua thì những cái booking mà trên mạng chúng tôi nhận trực tiếp qua cái trang này nó có thể chiếm tới 40-50% những cái booking mà chúng tôi nhận trực tiếp trên mạng từ nước ngoài. Rất nhiều các website về du lịch, website khách sạn cung cấp dịch vụ đặt phòng trực tuyến. Nhưng số lượng người biết đến để vào đăng ký không nhiều vì website đó không được quảng bá trực tuyến trên Internet. Hiện nay, một số mạng quảng bá khách sạn như Hotel84.com, Chanviet.com đang là những cổng thông tin lớn về du lịch, đã thu hút được số lượng lớn khách du lịch truy cập vào đặt phòng. Theo thống kê của tổ chức Alexa, có khoảng trên 20.000 lượt người truy cập vào mỗi ngày. Các trang web này đã có mặt ở hầu hết các công cụ tìm kiếm toàn cầu. Chúng luôn được hiển thị ngay trên trang chủ đầu tiên trong mỗi kết quả tìm kiếm với các từ khóa đặc biệt về khách sạn tại các trang search engine như Google, Yahoo. Những khách hàng mà tham gia cái gian hàng ở trên cái cổng thông tin cái mạng quảng bá khách sạn Việt Nam Hotel84, tức là khách hàng sẽ được một cái gian hàng riêng. Trên gian hàng đấy khách sạn sẽ trưng bày tất cả những cái thông tin giới thiệu về khách sạn, giới thiệu về dịch vụ khách sạn, giới thiệu về giá cả, về giá phòng, rồi các cái dịch vụ khuyến mại khác và cái thông tin về cái điểm đến của cái vị trí khách sạn đấy, và được có một cái booking form, tức là hệ thống tự động để nhận những cái booking form đấy. Tham gia vào hình thức quảng cáo trực tuyến, các doanh nghiệp đã tạo ra được một gian hàng trực tuyến riêng trên mạng. Các thông tin về khách sạn sẽ được cập nhật liên tục 24/24 với nội dung phong phú, lượng thông tin lớn được cập nhật nhanh liên tục. Có giao diện thiết kế thuận lợi cho việc truy cập và tìm kiếm thông tin. Người truy cập thường sử dụng công cụ tìm kiếm để tra cứu thông tin trên Internet. Do vậy, quảng cáo qua các dịch vụ search đạt hiệu quả rõ rệt. Khi truy cập gõ một từ khóa như doanh nghiệp đã đăng ký trước với nhà cung cấp dịch vụ, lập tức đường dẫn tới trang quảng cáo đó được hiện lên và mỗi lần click chuột đến đường link này sẽ được tính phí ngoài khoản phí cố định. Chúng tôi có triển khai những phần kỹ thuật, ví dụ như là lập trình các keyword và tối ưu hóa các keyword làm sao cho nó phù hợp với cả cái ngành nghề kinh doanh về lĩnh vực du lịch và khách sạn, để mà khi người ta vào hệ thống tìm kiếm, ví dụ như Google, Yahoo, họ search cái keyword này, nó có thể ra được khách sạn và nó được hiển thị trong top 1. Trên thế giới, Internet đã rất phát triển với hàng tỷ người đang sử dụng hàng ngày. Người dân có thói quen tìm kiếm thông tin chủ yếu là qua mạng. Hình thức quảng cáo trực tuyến cũng xuất hiện đồng thời với việc ra đời của Internet.
Nhờ khả năng tương tác và tính định hướng cao, nó đã dần chiếm được thị phần đáng kể trên thị trường. Phần lớn người truy cập thường đọc quảng cáo trực tuyến khi lướt web và đó là cơ hội lớn để quý khách quảng cáo, tiếp thị doanh nghiệp trực tuyến trên Internet. Với lợi thế về công nghệ, quảng cáo trên mạng đã làm tăng thị phần khách du lịch, tăng lượng khách đặt phòng online. Khách du lịch khi sang Việt Nam, với thời gian bận rộn thì việc tìm hiểu thông tin qua mạng là rất quan trọng. Mạng quảng bá khách sạn sẽ giúp họ tìm được rất nhiều những thông tin cần thiết cho bản thân mình. Khi sử dụng dịch vụ Internet, tôi cảm thấy rất thuận tiện. Tôi không có thời gian để tìm hiểu về Việt Nam trên sách báo. Khi sang Việt Nam, tôi đã truy cập vào trang web hotel84.com. Tôi thấy dễ sử dụng và tìm được nhiều thông tin trên trang web này. Hiện nay, quảng cáo trực tuyến dù là lĩnh vực rất mới ở Việt Nam, nhưng các nhà kinh doanh quảng cáo và các doanh nghiệp đã bắt đầu nhận ra hiệu quả toàn diện của nó trong việc xây dựng thương hiệu và tăng doanh thu bán hàng trên mạng. Với ưu thế vượt trội về công nghệ, khả năng tương tác cao, quảng cáo trực tuyến, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch, sẽ tiếp tục tận hưởng vị ngọt của sự tăng trưởng thần tốc. Trên thế giới, sức mạnh trực tuyến đã khiến hình thức quảng cáo này phát triển với tốc độ chóng mặt và đem lại những khoản doanh thu khổng lồ. Còn ở Việt Nam, dịch vụ này mới bắt đầu phát triển và còn đơn điệu. Để tìm hiểu rõ hơn về loại hình dịch vụ quảng cáo trực tuyến, phóng viên Doanh nghiệp số đã có cuộc trao đổi với ông Phan Văn Thu, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Điện tử Việt Nam. Thưa ông có thể cho biết ưu điểm và nhược điểm của loại hình dịch vụ quảng cáo trực tuyến? Cái ưu nhược điểm của quảng cáo trực tuyến là thứ nhất là khách hàng có thể là khả năng nhắm chọn, tức là khách hàng có thể chọn những cái thị trường tiềm năng hoặc là chọn những cái trang web để mà mình đặt quảng cáo nó theo cái lĩnh vực ngành nghề sản phẩm của mình. Cái thứ hai nữa là cái tính tương tác của quảng cáo. Quảng cáo trực tuyến làm sao là có thể là quảng cáo bán hàng luôn. Tức khi khách vào người ta có thể nhìn thấy hình quảng cáo và có thể click vào thì người ta xem sản phẩm và có thể người ta mua sản phẩm dịch vụ luôn. Quảng cáo trực tuyến nó mang tính chất tương tác rất nhiều, nó không như quảng cáo ở trên báo chí hay là một số những phương tiện khác. Còn cái ưu điểm thứ ba nữa là cái quảng cáo trực tuyến nó chi phí nó rất là rẻ, nó phù hợp cho tất cả các doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp, mà cái thời gian và cái thời lượng nó để đặt ở trên những cái trang mà đặt quảng cáo là rất là lâu. Thưa ông, ở Việt Nam thì có các cái loại hình quảng cáo trực tuyến nào? Ở Việt Nam thì hiện tại đang phổ biến ở hai cái loại hình quảng cáo trực tuyến là logo, banner và những cái trang pop-up. Tức là khi ta vào một cái trang web thì thấy ở cái menu bên phải, ở những cái trang tin tức điện tử là có những cái logo của các doanh nghiệp đặt quảng cáo đấy, hoặc là mở một cái chuyên mục ra nó có những cái trang pop-up nó tự open một cái new window ra. Đấy là cái hai cái hình thức mà đang phổ biến hiện nay. Thưa ông, việc định giá quảng cáo trực tuyến ở Việt Nam thì có căn cứ vào những cái yếu tố nào? Hiện tại cái định giá quảng cáo trực tuyến ở Việt Nam thì nó còn đang phụ thuộc vào rất nhiều ở những cái đơn vị chủ quản của những cái website đấy. Và trên thực tế nếu mà để mà định giá một cái quảng cáo trực tuyến thì doanh nghiệp nên chú trọng vào vấn đề phân tích về những cái website, ví dụ như là cái lượng người truy cập, những cái độ phổ biến của website trên thế giới và cái thứ hạng cái website đấy có đông người truy cập không, và nhắm đến cái thị trường mục tiêu của các doanh nghiệp. Thưa ông, có ý kiến cho rằng quảng cáo trực tuyến ở Việt Nam thì còn quá đơn điệu, vậy ông có ý kiến gì về vấn đề này? Thì thực tế hiện tại ở đây, ở Việt Nam ta hiện nay thì đúng là cái hình thức quảng cáo thì đúng nó có đơn điệu thật. Bởi vì làm sao? Bởi vì là mới chỉ có hai cái hình thức là quảng cáo logo và quảng cáo banner. Đấy. Và những cái quảng cáo như là gửi email marketing. Nhưng mà những cái hình thức quảng cáo kia thì nó cũng tập trung vào ở một số những cái trang web như trang báo điện tử như tôi đã nói. Thế nhưng khách hàng, doanh nghiệp chưa chú trọng đến cái việc là tham gia ở những cái hình thức quảng cáo khác, ví dụ như là một cái cổng thông tin của cái Hotel 84, cái mạng quảng bá khách sạn Hotel 84 nó như là một cổng thông tin về khách sạn, về du lịch, thì các khách sạn hay các công ty du lịch có thể tham gia quảng cáo ở mức độ tạo ra một cái gian hàng và họ có thể đưa những cái thông tin về khách sạn hoặc về du lịch ở trên đấy để họ có thể là quảng bá và chào bán những cái dịch vụ của họ. Đấy cũng là một cái hình thức quảng cáo. Ngoài ra ở trên những cái search engine lớn ở trên thế giới hiện tại thì họ cũng có rất nhiều cái hình thức quảng cáo, như quảng cáo bằng đường link hay là quảng cáo bằng keyword. Tức là khi khách hàng search một keyword, ví dụ như Hotel in Việt Nam chẳng hạn như thế, thì nếu doanh nghiệp muốn đặt mua cái từ khóa đấy làm từ khóa quảng cáo thì lập tức
trên ngay cái trên trang kết quả nó có cái phần trả phần kết quả quảng cáo, phần sponsor, thì nó sẽ hiển thị cái trang web của cái doanh nghiệp mua quảng cáo đấy. Và khi khách hàng click vào thì doanh nghiệp phải trả tiền cái click đấy. Thưa ông, loại hình quảng cáo trực tuyến thì còn có một số là chưa làm hài lòng người truy cập Internet. Vậy ông nghĩ sao về vấn đề này? Đúng là hiện tại thì trong cái vấn đề quảng cáo trực tuyến thì cũng có rất nhiều cái bức xúc cho cái người mà xem quảng cáo. Thì nó có hai cái loại hiện tại trên thì hiện nay là cái dịch vụ gửi email marketing, nó hay gọi là spam. Cái thứ hai nữa là quảng cáo dạng pop-up, tức là cái quảng cáo bằng email marketing ấy, tức là hàng ngày chúng ta thường phải nhận cái số lượng rất nhiều cái email, nó gọi là spam, mà cái người nhận không muốn mà có. Người nhận phải nhận những cái thư đấy và lại phải trả tiền cho những cái phí dịch vụ gia tăng khi mình sử dụng cái dịch vụ Internet đấy. Thì đấy là những cái quảng cáo mà nó không mang lại cái thiện chí cho người sử dụng và người nhận cái quảng cáo đấy. Cái thứ hai nữa là trên một số cái trang web hay có những cái phần mở những cái trang pop-up. Khi người ta vào một cái trang web hotel84.com chẳng hạn để mục đích người ta lấy những cái thông tin về khách sạn. Thế nhưng mà tự nhiên lại nhảy ra mở ra một cái trang pop-up về nói về một cái thông tin khác, thì tự nhiên những cái quảng cáo đấy là nó phản lại cái hình thức quảng cáo, tức là nó gây sự khó chịu cho người ta. Cái thứ ba nữa là những cái hình thức quảng cáo hiện nay trực tuyến là họ hay gắn những cái, tức là họ quảng cáo virus. Những hình thức đấy thì thực tế là không nên sử dụng hiện nay và nó cũng gây rất nhiều cái phiền toái cho khách hàng. Thưa ông, chi phí để lập một trang web thì cũng không phải là quá cao, và tất cả các doanh nghiệp thì thường là có trang web riêng. Vậy cái yếu tố nào để cho doanh nghiệp tìm đến các cái nhà bán quảng cáo? Hiện nay thì ở Việt Nam thì cũng như rất nhiều các báo chí đã nói là cái hình thức mà xây dựng những website cho doanh nghiệp rồi. Tức là có một bài báo như tôi đã nghe là họ nói là nhà nhà làm web, người người làm web. Người ta làm web thì người ta vẫn chưa chú trọng đến cái hình thức là cái web người ta sản xuất ra thì ai sẽ là người biết đến và ai sẽ người truy cập lấy thông tin vào. Chính vì thế khi mà một website người ta ra đời, nhưng mà người ta chưa định giá được cái việc quảng bá website đấy để cho đến cái người cần thông tin, người ta khai thác cái thông tin của trên website người ta đấy. Chính vì vậy những cái website người ta hoàn toàn là không có cái sự hiệu quả. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình Doanh nghiệp số của chúng tôi. Ứng dụng công nghệ thông tin và lĩnh vực quảng cáo trực tuyến là nội dung xuyên suốt 30 phút của chương trình Doanh nghiệp số. Chúng tôi, những người làm chương trình, hy vọng rằng đã đem lại cho quý vị và các bạn những thông tin bổ ích và lý thú. Mọi thư góp ý xin gửi về chuyên mục Doanh nghiệp số, địa chỉ 65 Lạc Trung, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình Doanh nghiệp số lần sau.